Cùng với địa phương khác, hiện nay trên địa bàn huyện Gò Quao thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Chính vì vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Gò Quao tiếp tục vận động các nguồn kinh phí cũng như lương thực, thực phẩm, các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn, qua đó giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện phục hồi và vươn lên sau dịch bệnh. Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều người lao động tại huyện Gò Quao bị khó khăn trong cuộc sống, thậm chí là mất việc làm, không có thu nhập. Đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội thì mức độ tổn thương do dịch bệnh gây ra càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Gò Quao thời gian qua đã tích cực vận động các nguồn kinh phí, lương thực, thực phẩm, các loại nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện, nhằm giúp đỡ họ yên tâm phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình kêu gọi thực hiện thì đạt hiệu quả rất là cao. Gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm được san sẻ, chia sớt với nhau. Do đó mà trên địa bàn huyện hầu hết các gia đình mà thực hiện giãn cách xã hội thì hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn gặp trong cái điều kiện này thì vẫn đảm bảo cái cuộc sống cơ bản ổn định, không có trường hợp là đói hoặc thiếu ăn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Gò Quao đã tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài huyện. Từ đó tiến hành thăm tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ cùng các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Đặc biệt là trao tặng trên 3.000 phần quà với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng dành cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, các hộ gia đình có người thân bị nhiễm COVID-19, các hộ dân trong khu vực phong tỏa, dùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh. Qua đó góp phần hỗ trợ, tháo gỡ bớt một phần khó khăn và động viên tinh thần cho các hộ gia đình tiếp tục phấn đấu vươn lên, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tôi cũng cảm ơn là Mặt trận của huyện và Mặt trận của xã thì là cho tôi một món quà. Tuy rất là trong cái đại dịch COVID-19 đang gặp khó khăn thì gia đình tôi thì cũng chân thành cảm ơn. Thời gian qua, mặc dù các cấp các ngành đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là việc triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ đã kịp thời giúp đỡ cho nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn tại địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đến nay vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của một bộ phận nhân dân. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Gò Quao tiếp tục rà soát, nắm chắc các đối tượng, nhất là các hộ gia đình yếu thế trong xã hội, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Mục tiêu là không để ai bị bỏ lại phía sau, không để bất cứ người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc. Thực hiện nghị quyết 68 thì cũng còn một số hộ dân thì cũng thật sự khó khăn, cũng không nằm trong đối tượng được hưởng. Thì trước tình hình đó thì đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho những hộ dân bị yếu thế ảnh hưởng COVID-19. Để cũng có một số phần kinh phí, một số cái quần quà để cho họ an tâm cuộc sống, đồng thời cũng góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì Mặt trận Tổ quốc thấy rằng là cái người dân vẫn còn rất là nhiều cái khó khăn trong cái điều kiện gì hiện nay là việc làm chưa được đảm bảo, do đó đời sống còn nhiều khó khăn thì tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận các cái đoàn thể trong tuyên truyền vận động người dân của mình thì vẫn giữ nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời thì sẽ đẩy mạnh cái tăng gia sản xuất ở hộ gia đình để cải thiện được cuộc sống của mỗi người. Song song đó thì vẫn tiếp tục tuyên truyền kêu gọi những các cái mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng như là những cái hộ gia đình khá giả tương trợ giúp đỡ những cái hộ khó khăn. Từ sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Gò Quao chính là nguồn động lực quan trọng để giúp cho các hộ gia đình yếu thế trong xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tích cực lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống trong thời gian tới. Qua đây, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Gò Quao còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế xã hội.